Cô chào các em. Chúng ta đến với tiết ôn tập giữa học kỳ 1 môn lịch sử địa lý 7 nhé. Ở trong phần ôn tập kiểm tra này, chúng ta sẽ có hai phân môn, phân môn lịch sử và phân môn địa lý. Và trong mỗi phân môn thì chúng ta có hai phần là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Đây, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ ôn tập nha. Ở phần phân môn lịch sử trắc nghiệm thì chúng ta sẽ có 12 câu. Cô bắt đầu hướng dẫn, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng cho 12 câu trắc nghiệm này. Câu số 1, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của hai giai cấp là. Đối với câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án C, lãnh chúa phong kiến và nông nô. Câu 2, nhà thám hiểm đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là. Câu 2 có đáp án đúng là đáp án D, Ferdinand Magellan. Câu 3, tác phẩm Tây Du Ký là của tác giả nào? Câu 3 có đáp án đúng là đáp án C, tác giả là Ngô Thừa Ân. Câu 4, trong thời phong kiến Trung Quốc, nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến bởi vì. Bởi vì thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng là đáp án B, là bởi vì nho giáo tạo ra hệ thống tôn ti trật tự lễ giáo phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến. Câu 5, giai cấp nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu được hình thành từ. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D, là được hình thành từ nô lệ được giải phóng và nông dân tự do bị mất hết ruộng đất. Câu 6, đoàn thám hiểm của Christoph Colombo đã phát hiện ra châu lục nào? Câu này quá dễ dàng đúng không nào? Đáp án đúng đó chính là đáp án A, châu Mỹ. Câu 7, những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường là. Đáp án đúng đó là đáp án D, những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời Đường là Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị. Câu 8, cuối thế kỷ 5, đế chế La Mã có biến động to lớn gì? Đáp án đúng của câu 8 chính là đáp án B, biến động to lớn đó là bị người Sedman xâm lược. Câu số 9, lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là. Đáp án đúng là đáp án A, lực lượng đó chính là nông nô. Câu 10, nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lý? Chúng ta có đáp án đúng là đáp án B, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Câu 11, một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tào Tuyết Cần là. Đáp án đúng là đáp án C, đó chính là tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Câu 12, lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào? Chúng ta có đáp án đúng là đáp án C, đó chính là tướng lĩnh và quý tộc người Sedman. Ở phần tự luận, cô sẽ có các câu tự luận như sau. Câu 1, cho biết vai trò của các thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu thời Trung Đại. Thì trong câu này chúng ta sẽ trả lời nêu được vai trò của các thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu thời Trung Đại, đó là thúc đẩy thủ công nghiệp và thương nghiệp, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, mang lại không khí tự do và nhu cầu mở mang tri thức, các trường đại học được lập ra. Các thành thị cũng là các trung tâm kinh tế văn hóa, nó góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, hình thành các quốc gia phong kiến thống nhất vào thế kỷ 15. Câu 2, nêu hệ quả tích cực và tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lý. Thì với câu 2 này là chúng ta có câu hỏi rất rõ ràng cho hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý. Thì có hệ quả tích cực và hệ quả tiêu cực. Thì hệ quả tích cực là đem lại cho con người những hiểu biết về trái đất hình cầu, những vùng đất mới, dân tộc mới, thúc đẩy sự trao đổi kinh tế, văn hóa, thị trường thế giới được mở rộng. Tuy nhiên, những cuộc phát kiến địa lý này nó cũng có những cái hệ quả tiêu cực, đó là sự ra đời của chủ nghĩa thực dân và nạn cướp bóc thuộc địa, nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen ở châu Phi, rồi thổ dân châu Mỹ và nền văn hóa của họ bị hủy diệt. Câu số 3, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu được nảy sinh như thế nào? Thì chúng ta sẽ lần lượt trình bày ở thành thị, ở nông thôn nó đã diễn ra cái sự việc gì để dẫn tới sự ra đời
của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh trong lòng xã hội phong kiến và xuất hiện hai giai cấp mới, đó là tư sản và vô sản. Câu số 4, nêu đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu. Thì trước khi trình bày cái đặc điểm của lãnh địa thì chúng ta sẽ nói về sự hình thành của các lãnh địa. Là đến giữa thế kỷ thứ 9, những vùng đất đai rộng lớn đã bị các quý tộc biến thành những khu đất của riêng họ, được quyền cha truyền con nối, gọi là lãnh địa phong kiến. Và đặc điểm là mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị hành chính, kinh tế biệt lập, khép kín, thuộc về một lãnh chúa. Lãnh chúa có toàn quyền trên vùng đất của họ như một ông vua, có quân đội riêng và tự đặt ra luật lệ riêng. Ở phần môn địa lý, chúng ta cũng có 12 câu trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn tập phần trắc nghiệm của phần môn địa lý nhé. Câu 1, đồng bằng lớn nhất châu Âu là đồng bằng nào? Đáp án đúng của câu này chính là đáp án A. Cô xin lỗi, đáp án C, đồng bằng Đông Âu. Câu 2, năm 2020, nước nào rời khỏi Liên minh châu Âu? Đáp án đúng là đáp án B, đó là nước Anh. Câu 3, ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào? Thì đáp án đúng là đáp án A, đó chính là dãy Ural. Câu số 4, đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là đới khí hậu nào? Thì đáp án đúng đó là đáp án D, ôn đới. Câu 5, năm 2020, GDP của Liên minh châu Âu EU đứng thứ mấy trên thế giới? Thì chúng ta đã xem cái bảng xếp hạng của 4 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới rồi, đúng không? Thì chúng ta biết là GDP của Liên minh châu Âu đứng thứ 2 trên thế giới. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 6, tiền thân của Liên minh châu Âu là cái tổ chức nào? Thì đáp án đúng của câu 6 đó là đáp án D, Cộng đồng Kinh tế châu Âu. Câu 7, khu vực địa hình nào chiếm diện tích chủ yếu ở châu Âu? Thì trong câu này đáp án đúng là đáp án B, là địa hình đồng bằng. Câu số 8, sông dài nhất châu Âu là con sông nào? Thì đáp án đúng của câu này là đáp án D, đó chính là sông Volga, có chiều dài 3.690 km. Câu số 9, ở châu Âu băng tuyết vĩnh viễn xuất hiện ở những dãy núi có độ cao bao nhiêu? Thì đáp án đúng của câu này là đáp án D, trên 3.000 m. Câu 10, diện tích của Liên minh châu Âu hiện nay là bao nhiêu? Thì đáp án đúng của câu 10 là đáp án A, 4,1 triệu km². Câu số 11, nhận định nào sau đây là nhận định đúng? Thì chúng ta chọn đáp án A là nhận định đúng. Châu Âu có diện tích nhỏ, chỉ lớn hơn châu Đại Dương. Câu 12, dân số của Liên minh châu Âu EU hiện nay là bao nhiêu? Thì chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án B, là dân số của Liên minh châu Âu EU năm 2020 là 447,7 triệu người. Rồi, ở phần tự luận, thì câu số 1, phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của trạm Red ở Pháp và trạm Kazan ở Nga và cho biết kiểu khí hậu của mỗi trạm này. Để làm được cái câu này, các em cần quan sát thật kỹ cái biểu đồ của từng trạm. Đó là trạm Red ở Pháp và trạm Kazan ở Liên bang Nga. Trong mỗi biểu đồ, người ta đã hiển thị cho mình các thông tin cần thiết, như là các tháng trong năm, là từ tháng 1 đến tháng 12. Và cái trục tung bên trái màu xanh là đường biểu thị cho lượng mưa trong năm. Cái trục tung bên phải màu đỏ chính là đường biểu thị cho nhiệt độ trong năm. Thì chúng ta sẽ xem, quan sát các thông số có trên cái biểu đồ này, cho từng nội dung như là lượng mưa, nhiệt độ, rồi chúng ta xem và trả lời các câu hỏi trong bảng sau đây. Đó, ở các bảng này thì sau khi xem biểu đồ ở từng trạm xong thì các bạn phải nêu được cái nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ, và phải tính ra được cái biên độ nhiệt năm là bao nhiêu độ. Rồi, các tháng mưa nhiều
tức là cái lượng mưa nó nhiều đó là những tháng nào, và các tháng mưa ít tức là cái lượng mưa chiếm cái số lượng ít thôi, đó là những cái tháng nào mà các bạn sẽ nêu ra trong cái bảng này. Và cuối cùng là kết luận, với những cái thông tin đó thì cái kiểu môi trường ở trạm rét của nước Pháp là kiểu môi trường gì. Đó, tương tự chúng ta sẽ làm phân tích cái biểu đồ của trạm Kazan, rồi cũng trả lời các câu hỏi trong bảng này cho cô nhé. Câu số 2, trình bày nguyên nhân gây ô nhiễm nước và biện pháp bảo vệ nguồn nước ở các quốc gia châu Âu. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là có hai nội dung. Một là nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm nước, và hai là trình bày các biện pháp để bảo vệ cái nguồn nước. Rồi, nguyên nhân gây ô nhiễm nước đó chính là khai thác nguồn nước quá mức, các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Và chúng ta có khoảng là chỉ 44% nguồn nước sông hồ và 75% nguồn nước ngầm là đạt cái chất lượng cao. Biện pháp về bảo vệ nguồn nước thì là sẽ ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ xử lý nước thải, giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, và phải tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức của người dân trong cái việc bảo vệ nguồn nước. Câu số 3, nêu những hoạt động kinh tế quan trọng của Liên minh châu Âu EU. Thì cái này chúng ta nêu những cái hoạt động đó là tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, truyền thông, công nghiệp công nghệ cao. Đó là tất cả những cái nội dung về phân môn lịch sử và địa lý cho cái bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới. Cô chúc các em bình tĩnh, tự tin, đọc kỹ đề trước khi làm bài và đạt kết quả cao nhé. Cô chào tất cả các em.